Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong cái bộ sách khoa học tự nhiên của lớp 6 Trăn trở sáng tạo thì thầy tất cả các bài thầy đã quay xong hết rồi các em. Cơ kể chương 11 thì thầy đã quay ở bắt đầu từ bài 43 là đã có sẵn trong kênh rồi các em nhé. Tại vì ở trong cái năm vừa rồi á thì cái bài 41 và 42 thầy yêu cầu cô quay nhưng mà cô bận việc nên thầy cũng quên mất. Nên là khi các em comment ở trên kênh của thầy thì thầy xem lại là đúng cái bài 41 và 42 về cái chương chủ đề 10 năng lượng và cuộc sống thì đúng là thầy chưa quay em. Nên bây giờ thầy sẽ quay bổ sung. Sau khi mà quay bổ sung hai cái bài này xong là thầy sẽ ra cái đề khoa học tự nhiên cuối kỳ 2 cho các em tham khảo luôn các em nhé, của cái bộ Trăn trở sáng tạo để các em tham khảo luôn. Các em có đồng ý không nào? Nếu đồng ý thì các em nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông em nha. Thì trong cái chương trình lớp 7 sắp tới về khoa học tự nhiên cũng như là toán, cả ba bộ sách thì thầy cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Sách thì đã có rồi em, thầy cũng chuẩn bị quay để các em tham khảo trước ở trong hè nha. Nhớ là phải học trước trong hè, chứ đừng nghe cái lượng kiến thức mình phải chủ động trước, đừng có để vào năm rồi mình bắt đầu học là không bao giờ kịp chương trình được em. Chúng ta phải học trước chương trình để vào năm học cái chúng ta đã gần như đã nắm được kiến thức trong sách giáo khoa hết sức cơ bản rồi, rồi chúng ta sẽ tiến hành làm trong sách bài tập hoặc là sách ở chuyên đề các em nhé. Ok. Rồi, bây giờ thầy sẽ quay cho các em ở bài 41 là năng lượng. Về phần mục tiêu các em tự đọc giùm thầy nha. Phần câu hỏi khởi động thì cái này vậy giữa năng lượng và lực tác dụng lên các vật có liên hệ với nhau như thế nào? Thì bây giờ chúng ta học cái bài này chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Được chưa? Ta đi xem phần 1 này. Đầu vào phần bài nội dung chính này. Các dạng năng lượng, tìm hiểu một số dạng năng lượng thì chúng ta được học về năng lượng là gì và các cái dạng năng lượng thì ở đây á, năng lượng thì chúng ta đã biết được là gì, có như động năng, cơ năng, thế năng, ba cái dạng năng lượng này chúng ta rất là hay gặp. Sau này chương trình trong chương trình vật lý chúng ta cần học xuyên suốt ba cái dạng năng lượng này, động năng này, thế năng, cơ năng, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta tìm hiểu thế nào là động năng. Động năng, động là gì em? Động nghĩa là chuyển động, năng nghĩa là năng lượng, nghĩa là năng lượng mà một vật có được do chuyện gì, do chuyển động, người ta gọi là động năng. Động ở đây chúng ta hiểu là cái từ động ở đây đó chính là chuyển động, năng ở đây chính là năng lượng. Như vậy năng lượng mà một vật có do chuyển động được gọi là động năng, được chưa nào? Bây giờ ở đây á, thầy sẽ lấy ví dụ luôn. Được nào? Ở đây là hãy nêu các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của em có sử dụng các dạng năng lượng như động năng, quang năng, nhiệt năng, điện năng, hóa năng. Thì bây giờ chúng ta thầy sẽ nói từ đâu và thầy sẽ cho ví dụ ở đó luôn nha. Bây giờ ở đây ví dụ này. Động năng. Như vậy cái năng lượng này được sản sinh là do sự chuyển động. Do sự chuyển động. Như vậy thì ví dụ như là các cái phương tiện giao thông chạy trên đường, ví dụ như xe máy. Xe máy này, xe ô tô, vân vân, đó. Hoặc là con chim nó đang bay trên bầu trời chẳng hạn. Ok, đấy, rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang thế năng hấp dẫn nha. Các em thấy em bé không? Thấy em bé nè. Ở cái hình A này là biểu thị là gì? Năng lượng của dưới dạng là gì? Động năng. Các em thấy các vận động viên ở đây là chạy bộ ha. Em bé chơi cầu trượt thì cầu trượt ở trên đây là gì, cao hay thấp? Ở phía trên đây này, bắt đầu người ta trượt xuống là người ta đứng ở trên đây là vị trí cao, người ta trượt xuống thấp đúng không? Như vậy thì cái năng lượng thế năng hấp dẫn này gọi là gì? Vật ở trên cao so với mặt đất, vật ở trên cao so với mặt đất, nghĩa là mặt đất là phía dưới này thì vật ở trên đây, em bé này trượt cầu trượt xuống, như vậy thì nó sẽ tạo ra một năng lượng và năng lượng đó người ta gọi là thế năng hấp dẫn. Được không nè? Đấy. Hiểu chưa? Rồi. Tại vì ở trong đây người ta yêu cầu các em là động năng, quang năng, nhiệt năng, điện năng, hóa năng, chứ thế năng hấp dẫn thì đã có cái ví dụ của em bé này rồi, nên là khỏi cần mà chúng ta cho ví dụ nha. Tiếp tục thế năng đàn hồi. Thế năng đàn hồi thì ở đây người ta vẽ cho em cái gì đây em? Lò xo bị nén. Lò xo bị nén thì ban đầu các em thấy lò xo này, khi người ta dùng lực của hai tay chúng ta ép lại tạo thành một lực nén, đúng không nào?
Như vậy thì làm cho lúc này sẽ làm cho cái lò xo bị biến dạng, đúng chưa? Thì biến dạng sẽ có một năng lượng, và năng lượng này gọi là thế năng đàn hồi. Đàn hồi nha em nha. Chúng ta hiểu cái từ đàn hồi nghĩa là gì? Đàn hồi nghĩa là nó có khả năng co giãn. Ví dụ ở đây chúng ta bỏ tay ra thì cái lò xo này nó sẽ trở lại thành cái vị trí ban đầu ở đây. Nhưng khi chúng ta dùng lực chúng ta ép lại thì nó sẽ tạo thành một lực nén, đúng chưa? Như vậy chúng ta hiểu tại là thứ nhất là thế năng hấp dẫn này, thứ hai là thế năng đàn hồi là gì, được chưa? Những vật như là xo, dây cao su khi bị biến dạng sẽ có năng lượng gọi là thế năng đàn hồi. Ok. Ở đây chúng ta cần phải nắm tại cái đơn vị của năng lượng này. Đơn vị của năng lượng thì người ta trong cái hệ SI năng lượng có đơn vị ở đây là joule. Joule, và người ta ký hiệu chữ joule này, chữ ri này em nhá, ri nè. Ngoài chữ joule này ra thì người ta sử dụng các ví dụ như là kilowatt giờ hoặc là calo, là BTU ha. Như vậy thì 1 kilowatt giờ là bằng bao nhiêu gam? 3.600.000 đúng không? 3.600.000 joule đúng không? Còn 1 calo là bằng 4.1855 joule, 1 BTU là bằng 1.055 joule. Thì từ cái này này chúng ta sẽ hóm đổi ra nha. Tất cả đều quy về gì? Đều quy về joule, nhớ nha. Ok. Nhớ lại các số liệu này để làm bài tập này. Rồi chúng ta sẽ đi sang nhiệt năng, quang năng, hóa năng ở bên kia nha. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về quang năng. Ở quang năng thì ở đây người ta vẽ bóng đèn điện đang sáng. Ví dụ như là mặt trời, bóng đèn, ngọn lửa phát ra ánh sáng. Nghĩa là anh nào mà phát ra ánh sáng thì đó, năng lượng đó người ta gọi là quang năng. Hiểu chưa nào? Đấy, chúng ta thật gạch trong những dạng năng lượng này thì chúng ta ghi chép vào và để chúng ta học nha. Thì phần ví dụ là đã có sẵn trên đây rồi. Về nhiệt năng. Nhiệt năng ví dụ như là cốc nước nóng này, hòn than đang cháy. Có năng lượng dưới dạng là gì? Nhiệt năng. Nhiệt năng nên nó tỏa nhiệt. Đây, cốc nước nóng này. Tiếp tục. Các nhà máy điện, nhiệt điện này, điện gió, thủy điện sản xuất ra điện năng và được truyền tải qua đường dây tải điện đến nơi tiêu thụ. Trạm phát điện gió thì ở đây em thấy bữa nay nhà nước của mình đầu tư cái dạng năng lượng gió này rất là nhiều. Các cái xe mà nó chở cánh quạt em rất là to dài, thì tới người ta hay đặt ví dụ như trên Đà Lạt rồi em. Hóa năng này. Hóa năng là năng lượng do quá trình biến đổi hóa học tạo ra. Thì nó luôn luôn là có hai cực anode và cathode. Thì sau này về phần hóa học thì chúng ta cũng đã nắm ở phần này rồi, đúng không nào? Hóa năng, ví dụ năng lượng trong pin hay là thực phẩm hay là xăng dầu. Pin gồm hai cực, cực dương và cực âm. Anode và cathode. Ok. Như vậy thì phần này chúng ta đọc bài giùm thầy ở phần trên đây. Năng lượng mặt trời, không? Năng lượng hạt nhân. Mặt trời là nguồn cung cấp vậy đó. Cái này chúng ta đọc giùm thầy nha. Được chưa? Năng lượng hạt nhân này. Bữa nay con người chúng ta dần tiến tới cái chỗ năng lượng hạt nhân này các em nha. Bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở câu hỏi này, cái hoạt động này. Ở đây người ta hỏi các em là gì? Sau khi các em học các cái dạng năng lượng xong, nhiệt năng, quang năng, hóa năng, điện năng, rồi gì, thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi, động năng, vân vân. Thì bây giờ chúng ta hãy làm thầy phần hoạt động này nào. Kể tên dạng năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả trong hình sau. Thì ở đây các em thấy nè, đây chính là một cái dây, đây là hai cái tay của hai của người đây đúng không, đang cầm một sợi dây. Như vậy thì sợi dây này người ta bị hơi nó cong lên một xíu. Như vậy dạng năng lượng có liên quan đến hoạt động được mô tả trong hình đó chính là gì các em? Thứ nhất là gì? Ở đây chắc chắn là có sự chuyển động nên là nó sẽ có là động năng này. Động năng. Và ở đây các em thấy là cái sợi dây này nó nằm ở trên cao so với mặt đất. Thì chắc chắn nó sẽ có gì các em? Và đặc biệt là hai cái tay của người đây, chắc chắn là đây là dây, đây là dây cao su nè. Chắc chắn thì nó sẽ có là thế năng gì? Thế năng đàn hồi đúng không? Thế năng đàn hồi. Đó, nó có hai dạng năng lượng như vậy. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó chính là phân loại các dạng năng lượng em nhé.
Như vậy phần 1 này các em nhớ lại các dạng năng lượng ta được học rồi nha. Ok. Quang năng, nhiệt năng, rồi hóa năng, cơ năng, thế năng, động năng. Ok. Ta đi sang phần tiếp theo. Phân loại. Về phần phân loại năng lượng theo tiêu chí em. Năng lượng trong tự nhiên rất đa dạng, để thuận lợi trong việc nghiên cứu cũng như sử dụng, người ta phân loại năng lượng theo nhiều tiêu chí khác nhau. Thì trong đây người ta đưa ra các em 3 tiêu chí để phân loại, và phần này các em ghi bài hiện tại. Ghi vào vở này. Ghi vào vở. Thứ nhất là theo nguồn theo cái nguồn tạo ra năng lượng, thì năng lượng được phân loại theo các dạng. Thứ nhất là gì? Cơ năng. Cơ năng thì bao gồm động năng và thế năng. Thế năng thì này thì chúng ta được học ví dụ như là thế năng hấp dẫn. Thế năng hấp dẫn thì nhớ là có gọi là gì? Độ cao. Thế năng đàn hồi nghĩa là phải co giãn, lực nén rồi đó. Nhiệt năng, điện năng, quang năng, hóa năng, năng lượng hạt nhân. Theo nguồn gốc vật chất, cái phần này các em ghi giùm thầy nha. Tại vì bây giờ thầy đọc nữa thì nó rất là mất thời gian em, mà thầy sẽ dành thời gian đó để trả lời cho em các hoạt động bên phía bên đây. Ok. Ta đi sang câu hoạt động 2 nè. Hoạt động 2 người ta hỏi gì đây? Em hãy nêu một số dạng năng lượng mà nguồn sản sinh ra nó là liên tục. Nhớ là liên tục nha em nha, không bị ngắt quãng này. Gọi là gần như vô tận ấy, được coi là vô hạn. Và một số dạng năng lượng là nguồn sản sinh là nó là hữu hạn. Hữu hạn nghĩa là có giới hạn. Bây giờ chúng ta ghi cái nguồn sản sinh là vô hạn trước. Vô hạn là này. Các em thấy vô hạn thì ví dụ như là năng lượng từ mặt trời chẳng hạn, hay là năng lượng gió, đúng không? Ví dụ như là quang năng từ mặt trời, cái này là vô hạn rồi, không bao giờ hết được. Nên bữa nay người ta sản xuất các cái tấm pin em, pin mặt trời đấy. Cái thầy thấy bữa nay là điện năng cái từ những cái tấm pin mặt trời này, nó chuyển cái quang năng từ của pin của mặt trời, năng lượng mặt trời này, nó thành điện năng. Sau đó điện năng nó sẽ tải lên trên cái đường dây, cái hệ thống điện lực của nước Việt Nam chúng ta. Và hiện tại như ở chỗ thầy thì có một số gia đình người ta đầu tư, em đầu tư các cái gọi là các cái hệ thống điện năng lượng mặt trời, người ta bán cái phần điện đó lên cho điện lưới quốc gia các em đó. Hoặc là ví dụ như năng lượng gió nha. Năng lượng gió thì hộ gia đình chưa có kinh doanh, nhưng mà điện mặt trời này thì thấy nhiều hộ kinh doanh rồi này. Còn hữu hạn. Hữu hạn nghĩa là nó có khả năng là gì? Cạn kiệt và nó sẽ bị hết. Nếu như mà chúng ta không biết cách tái tạo và không biết cách sử dụng. Ví dụ như là năng lượng trong cục pin chẳng hạn, cục pin tiểu của mình á, hoặc là trong ắc quy, năng lượng trong ắc quy chắc chắn sẽ hết. Như ắc quy đi, quy này hết thì chúng ta sẽ sạc, nạp vào trong cục pin này hết. Thì nếu như mà pin sạc được á là chúng ta sẽ tiến hành sạc, còn nếu không sạc được và sử dụng một lần thì chắc chắn là phải vứt rồi. Rồi tiếp tục nha, câu số 3 nha. Ta sang câu số 3. Theo em, những dạng năng lượng nào trong quá trình khai thác sử dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường? Như một số ví dụ. Thì những cái dạng năng lượng trong quá trình khai thác ảnh hưởng đến môi trường là ví dụ như là hoạt động 3 này. Ví dụ như là năng lượng, thì em thấy là ví dụ than đá đi. Khi mà khai thác than đá thì em thấy là xe cộ chở đất cát nó văng vãi, nó ô nhiễm môi trường rất là ghê, đúng không? Than đá như của mình thì ở Quảng Ninh ha, là dầu mỏ là khí thiên nhiên, vân vân. Thì thông thường là chúng ta thấy những ba thằng này. Thầy lấy ví dụ như là sự cố tràn dầu ở trên biển thì chắc chắn nó sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, mà cụ thể đây là nước biển ha. Hoặc là ví dụ như là khí tự nhiên gây ra hiệu ứng nhà kính do lượng carbon dioxide sinh ra đã thải vào khí quyển, nó gây ra hiệu ứng nhà kính đó nè. Hoặc là ô nhiễm từ nhà máy nhiệt điện
than chẳng hạn, đúng không nha, hay là gây hiệu ứng nhà kính rồi đó, người ta kể ra một loạt ra cho đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 nha. Rồi, chúng ta đi sang phần 2, đó chính là đặc trưng của năng lượng, đặc trưng của năng lượng các em nha. Như vậy phần 1 thì chúng ta đã tìm hiểu các dạng năng lượng rồi. À, cơ năng thì bao gồm động năng, thế năng, phải không nào? À, và các cái dạng năng lượng quang năng, nhiệt năng, hóa năng gì đó, và cách phân loại thì tùy theo cái tiêu chuẩn mà người ta đã đưa ra, ba cách phân loại mà chúng ta đã được biết, phải không? Hai cách, ba cách. Thì cách thứ ba là nó là thứ nhất là năng lượng sạch, thứ hai là năng lượng gây ô nhiễm môi trường. À, bây giờ chúng ta đi sang phần 2, đặc trưng của năng lượng. Tìm hiểu đặc trưng của năng lượng nha. Mọi vật, nghĩa là trong đây bao gồm là gồm con người, động vật hoặc là máy móc đều cần năng lượng để hoạt động. Ví dụ con người chúng ta có cần năng lượng không? Có. Ngủ thức dậy thì chúng ta để mà đi làm việc được thì chúng ta phải như nào? Phải ăn sáng, uống nước, nạp năng lượng vào chứ. Thì tế bào nó mới sản sinh năng lượng và trong cơ thể chúng ta là tính bằng đơn vị là calo. Thì nó đơn giản, ví dụ như con người chúng ta không ăn thì không thể nào mà có năng lượng để duy trì cái nhiệt độ chúng ta luôn luôn là ở 37 độ C được. Chúng ta sờ tầm khoảng 36 đến 37 độ, tầm 36 độ 5 chẳng hạn. Thì năng lượng đó là lấy từ đâu? Lấy từ nguồn thức ăn. Đúng chưa? Không ăn thì không thể nào cũng có sự tồn tại, sự sống được. Nhớ như vậy. Và đặc biệt buổi sáng là rất quan trọng em nhé. Không được nhìn ăn sáng. Đó. Sự hoạt động, thay đổi, chuyển động hoặc là biến dạng của vật có được là do tác dụng lực giữa các vật. À, bây giờ các em nhìn giùm thầy ở cái hình 4.2, tác dụng của vật 1 lên vật 2. Ở đây các em thấy vật 1 này là vị trí A, xuống tới B và C. Như vậy chắc chắn là khi chúng ta thả viên bi này thì nó sẽ chuyển động xuống đây, nó xuống đây và tác động lên gì? Tác động lên cái vật 2 này. Có đúng chưa nào? Đấy. Rồi. Chúng ta hãy nhìn giùm thầy. Nhớ là cái vật ở cái hình A này nó ở trên cao hơn này, ở vị trí A này. Còn cái hình B này ở vị trí B này. Coi thử ở đây người ta hỏi cái gì nè. Ở câu hỏi cái hoạt động số 4 này. Quan sát thí nghiệm trong hình 4.1.2, sau khi buông vật 1, vật 1 nó chuyển động xuống phía dưới va chạm vật 2, đẩy vật 2 chuyển động, có đúng không? Khi mà nó chạy xuống đây thì nó đẩy cái xe này chuyển động này, chắc chắn là như vậy. Hãy cho biết năng lượng ban đầu của vật 1 trong trường hợp nào lớn hơn, vì sao? Thì các em thấy là ở hình A hay hình B này lớn hơn? Chắc chắn là ở hình B, ở hình A này. Tại vì vật 1 này ở vị trí là ở cao hơn so với lại là hình B này. Tại vì ở vật 1 ở hình A này nó ở vị trí A. Còn cái vật 1 ở hình B ở vị trí B thì chắc chắn là nó sẽ thấp hơn so với hình A. Cái năng lượng đó em. Nhìn lên nè. Vì sao lực đo vật 1 tác dụng lên vật 2 khi chạm trong trường hợp nào sẽ lớn hơn? Em. Chắc chắn là trong trường hợp A nó cũng sẽ lớn hơn nha. Như vậy ở đây chúng ta trả lời này là hoạt động 4 này. Cái năng lượng ban đầu của vật 1 trong trường hợp A, lớn hơn vì ở trường hợp A vật 1 ở gì, ở trên cao hơn, nghĩa là ở vị trí gì đây em, ở vị trí A này là cao hơn vị trí B này, được chưa? Và cái lực em ghi đây là lực do vật 1 tác dụng lên vật 2 khi va chạm trong trường hợp 2, trong trường hợp A như nào, nó không chỉ lớn hơn, chắc chắn là như vậy, đúng chưa nào, hiểu không? Có
Rồi cho nè. Rồi. Tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 5 và xem ở cái hình 41.3 để chúng ta trả lời nha. Ở đây là cái hình 41.3, đây là người ta thể hiện năng lượng gió này. Năng lượng gió. Chúng ta để ý này, cái luồng gió này. Thấy chưa? Ở đây thì em thấy ở A hay B là cái luồng gió nào mạnh hơn em? Chắc chắn là hình B. Thì em thấy luồng gió ở B rất là mạnh. Ta vỉ ba đường ha, và ở đây em thấy cây nó rung rụng lá này. Thấy chưa? Và cái cột khói ở đây nó đẩy đi nè, ha. Ở đây nó vẫn còn đứng nè. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, năng lượng gió có thể làm cây bị cong hoặc gãy. Năng lượng gió càng lớn thì tác dụng lực lên cây càng lớn. Từ thảo luận 4 và minh họa ở hình 41.3, em nhận xét gì mối liên hệ giữa năng lượng của vật và khả năng tác dụng lực của nó? Như vậy thì mối liên hệ giữa năng lượng của vật và khả năng tác dụng lực của nó là chính là gì? Thì năng lượng của vật nó sẽ đặc trưng cho khả năng tác dụng của lực. Được chưa nào? Như vậy ở đây em ghi thầy là ghi thầy câu trả lời đó chính là năng lượng của vật nó sẽ đặc trưng cho gì? Cho khả năng tác dụng cái gì? Tác dụng lực em nhé. Tác dụng lực. Tác dụng lực. Năng lượng của vật đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Ok. Rồi. Đây, như vậy thì nội dung ghi bài là em ta ghi này phần này vô. Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem phần hoạt động em. Trong hình 41.1C nãy phần lò xo em. Khi lò xo bị nén nhiều hơn thì năng lượng của nó sẽ tăng hay giảm lực? Lực lò xo tác dụng lên tay sẽ thay đổi như thế nào? Như vậy thì khi lò xo bị nén nhiều hơn thì năng lượng của nó sẽ gì? Sẽ tăng hay giảm em? Chắc chắn sẽ tăng lực. Nha. Ở đây em ghi câu trả lời là khi lò xo bị nén nhiều hơn thì năng lượng của nó sẽ tăng. Nha. Chúng ta đây, câu trả lời của ý đầu tiên này. Thay vì thầy viết thì thầy sẽ khoanh lại để mà có câu trả lời này. Khi lò xo bị nén nhiều hơn thì năng lượng của nó sẽ tăng. Bỏ thầy cái từ hay giảm lực này đi. Được chưa? Lực lò xo tác dụng lên, lực lò xo tác dụng lên tay sẽ thay đổi như thế nào? Như vậy thì lực lò xo tác dụng lên tay sẽ thay đổi là gì nè? Chúng ta sẽ thay đổi ở đây, chúng ta bỏ như thế nào đi? Là này, thầy chỉ ghi vô đây luôn nha. Là chào các em. Là khi càng nén nhiều thì lực tác dụng càng mạnh. Được nè, thầy trả lời nguyên vẹn cái câu này luôn. Khi lò xo bị nén nhiều hơn thì năng lượng của nó sẽ tăng. Rồi ok. Câu thứ hai, lực lò xo tác dụng lên tay sẽ thay đổi là khi càng nén nhiều thì lực tác dụng càng mạnh. Vậy thôi. Xong phần này. Ok chưa? Rồi. Về cái phần 3 và phần bài tập thì thầy sẽ quay cho các em ở trong clip tiếp theo nha. Như vậy thì cái bài năng lượng này thầy sẽ quay trong vòng 2 clip. Ở tiết 1 thầy giới thiệu cho các em phần 1 và phần 2. Ở phần 1 các em nắm giùm thầy các cái dạng năng lượng và cách phân loại theo 3 tiêu chí không? Và cái đặc trưng của năng lượng là gì. Về phần 3 nhiên liệu và năng lượng tái tạo cũng như là phần bài tập thì thầy sẽ làm cho các em ở trong clip sau. Chúc em học tốt nha, bye bye. Xong cái bài 41, 42 này thầy sẽ quay cho các em đề luôn, là coi như xong chương trình nha, bye bye các em. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh đẹp luôn.